nhạt dần màu nắng sáng cho đường mưa có những kiểu giây phút đẹp ở trên cái sân khấu này. Qua vòng 2 đáng lẽ tới thời của Cường, nhưng mà Cường xin đổi lại cho chị Mai An. Xin mời chị Mai An hát trước nha. Quỳnh Hương chuẩn bị sao?